Vâng, để có thể mang tới cho quý anh chị khách hàng những mẫu xe hàng tuyển, hàng siêu tầm xứng đáng để quý anh chị ta bỏ đồng tiền ra mua và sở hữu, thì với xe đam mê nó là một công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những dòng xe mà bên em phải tuyển chọn lên tới hơn 10 chiếc thì mới có thể là lựa chọn cho các bác tham khảo một chiếc xe. Vậy thì ngày hôm nay với một chiếc xe mà có lẽ là sau khi xem xong cái clip này thì các bác cảm thấy nó thực sự xứng đáng để mà chúng ta bỏ tiền ra sở hữu và trải nghiệm một mẫu xe gầm cao cực kỳ đẳng cấp đến từ thương hiệu ngôi sao ba cánh Mercedes-Benz. Đó chính là chiếc GLK300 mà showroom xe đam mê đang có mặt tại đây. Chiếc xe này thì khi mới chúng ta phải bỏ ra một cái mức giá nó cũng phải lên tới gần 3 tỷ. Còn ngày hôm nay với hơn 400 triệu đồng thôi, các anh chị đã có thể sở hữu một trong những mẫu xe thực sự là rất chất lượng của thương hiệu ngôi sao ba cánh chị nhá. Chiếc xe này của em thì cam kết luôn với các bác là tìm ra lỗi nhỏ bên em hoàn tiền cho anh chị, không phải nói nhiều. Nguyên zin nguyên bản, không đâm đượm, không tai nạn, không thủy kinh ngập nước. Chủ cũ còn vừa mới bảo dưỡng toàn bộ cho các bác xong. Lên full cho các anh chị ta đồ chơi, màn hình Android, cam 360 độ vòng quanh xe, cả dàn lốp mới tinh. Vậy thì một chiếc xe hàng tuyển nó sẽ như thế nào và nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra hay không? Thì xin mời các anh chị ta có thể cùng dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về mẫu GLK 300 sản xuất năm 2010 đang có mặt tại xe và đam mê các chị nhé. Thì chiếc xe này có thể nói là tiền thân của dòng GLC sau này. Tuy nhiên ở thế hệ này thì các bác có thể thấy là chiếc GLK có một cái ngôn ngữ thiết kế rất vuông vức và nó làm chúng ta liên tưởng tới một trong những cái dòng xe nhà binh của Merc, đó chính là dòng G63 với kiểu dáng thiết kế tương tự, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đi ngay cho em vào cái phần đầu xe nhé. Thì các anh chị chúng ta có thể thấy này, các đường gân dập nổi trên nắp capo kết hợp với mặt ca lăng, logo thương hiệu Merc chính giữa và các chi tiết chrome các bác phải thấy giúp em này. Theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn rất là mới nhá. Nhưng mà đặc biệt là các bác nhìn giúp em cái hệ thống đèn pha của chiếc xe này. Vâng, đôi mắt cửa sổ linh hồn thì đây. 2010 mà các bác nhìn giúp em là đến bây giờ nó vẫn còn trong vắt như pha lê. Và một cái điểm nữa các chị nhìn này, những đường mép đèn, vâng, không một tí khe hở luôn nhá. Nó phải thẳng tăm tắp như này các bác. Có rửa đèn pha này. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau. Thì dưới là chúng ta có đèn led định vị ban ngày. Đấy, và những đường gân dập nổi trên phần mặt cản ca lăng thì các bác có thể thấy giúp cho chiếc xe với một cái ngoại hình cực kỳ là nam tính và cơ bắp, đúng không ạ? Và đây, theo thời gian các anh chị có thể ngắm chọn giúp em chiếc GLK này. Phải nói đây thực sự là một chiếc xe rất đáng tiền với khả năng vận hành mạnh mẽ của khối động cơ V6 3.0. Bản này là bản full cao cấp nhất nhá. Nó sẽ có GLK 200, GLK 250 và GLK 300. Thì đây là bản cao cấp nhất và bản full kịch. Đấy, và các anh chị nhìn cho em này, hệ thống đèn pha bên phía phụ cũng vậy nhá. Trong vắt như pha lê luôn. Và các anh chị nhìn cho em đường mép này, không một khe hở luôn. Được chưa ạ? Các chi tiết phần cản trước này, nó quá đẹp luôn. Đây ạ, cả phần cản giữa phần thân xe và phần cản trước các bác nhìn cho em, đều và thẳng như kẻ chỉ nhá. Chiếc xe này thì đây các bác có thể nhìn cho em này, cả dàn lốp mới tinh và la răng của nó thì lên tới 19 inch. Và các bác nhìn cho em cái la răng của xe sau một quãng thời gian sử dụng mà gần như không một vết xước sát. Nó quá đẹp luôn. 4 phanh hiệu suất cao nhá. Vâng, chiếc xe này các bác có thể thấy này, lốp thì cả dàn lốp rất mới này. Đó, trên gương chiếu hậu chúng ta sẽ có đèn led tích hợp trên xi nhan gương chiếu hậu. Được chưa ạ? Đăng kiểm dài đến tháng 12/2024 nhá. Và đây em quay chéo ra thì các bác có thể thấy là ở cái thế hệ này thì chiếc GLK có một cái thiết kế rất là mạnh mẽ với những cái đường phẳng dập nổi trên thân xe, tạo nên chúng ta một mẫu xe thực sự cơ bắp. Kể cả những cái vòm cua lốp các bác có thể thấy đây ạ, em quay gần này để cho các chị chúng ta nhìn xem. Cũng được mở rộng nhá. Và một cái thiết kế thực sự rất ấn tượng của dòng xe này, đúng không ạ? Chúng ta có bậc cửa lên xuống và các bác nhìn cho em này, kể cả cái bậc cửa cũng được chủ nhân cũ người ta đi này, giữ rất mới luôn. Hay là những cái thanh nan chrome đây ở phía cửa đây, các bác nhìn này. Đấy, bóng loáng như mới tinh nhá. Đây ạ, la răng sau là các anh chị cũng có thể quan sát giúp em nhé. Vâng, để tìm một chiếc GLK 2010 mà nó còn giữ được đẹp như này thì phải nói là ở trên thị trường không có nhiều đâu, không có nhiều đâu các bạn. Phía trên chúng ta cũng có giá lóc để đồ trên cao. Và đây, tiếp tục thì quý anh chị ta có thể cùng em đi về phần đuôi phía sau của chiếc xe này. Thì chúng ta thấy là phía sau nổi bật đó chính là một cái ba đợt sốc. Và đây em quay gần này. Đấy, nhô lên. Cái này thì thiết kế này nó sẽ có một cái tính năng, đó là hấp thụ lực va chạm trong cái trường hợp mà có xảy ra va chạm phía đằng sau và bảo vệ tốt hơn cho hành khách ở ngồi bên trong nhé. Đây là một tính năng cực kỳ là an toàn. Với cái thiết kế này, được chưa ạ?
Và phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy là cái, như em nói là những ngôn ngữ thiết kế của chiếc GLK 300. Đó, rất là vuông vức, đúng không ạ? Và đây, chúng ta có thể ngắm trọn cho em cái vẻ đẹp của đằng sau chiếc GLK nhá. Bô kép này, nhưng em quay gần lại để cho các anh chị chúng ta có thể thấy được chất lượng của chiếc xe nhá. Đấy, đèn LED xi nhan này, bên này này, các bác nhìn em bậc này. Đấy, các chi tiết chrome mới tinh luôn. Đây ạ. Đấy, đèn hậu này cũng rất vuông vức. Và các bác nhìn cho em những dải đèn LED, những đường mép này, không một tì vết luôn. Không một tì vết luôn nhá. Phía trên này chúng ta sẽ có đèn phanh trên cao này, đuôi gió. Đấy, rất là ok về chất lượng luôn các anh chị nhá. Đó, và các bác có thể ngắm chọn cho em này, các chi tiết chrome ở phía dưới này. Đấy, bô kép này, các bác nhìn cho em. Và cảm biến cảnh báo va chạm nhá. Và em mở luôn coi chúng ta khoang cốp. Đây, các bác có thể thấy. Vâng, thực sự là chiếc xe này được chủ nhân giữ còn rất mới luôn các bạn. Các anh chị nhìn cho em, kể cả cái nỉ cốp này cũng rất là cao cấp. Đèn láy này, kể cái móc khóa này, chốt khóa các anh chị thấy đấy. Đó, cũng bằng chrome hết nhá. Và phía dưới chúng ta có hộp để đồ này, cực kỳ là ok. À, bên cạnh đây thì các bác có thể thấy là xe nó còn được trang bị cho chúng ta cổng cắm sạc 12V nhá. Đấy, loa âm thanh này, như các anh chị nhìn ra cái chi tiết của nó rất mới mà gần như không một vết xước luôn. Đấy, ở đây chúng ta còn có một cái để mà nếu các anh chị chúng ta cần chúng ta kéo ra. À, như này thì chúng ta sẽ để đồ, cái đồ nhẹ ở phía trên này. Và độ zin thì các bác nhìn ra em keo chỉ zin này. Đấy, bao check test cho các bác nhá. Các anh chị cảm thấy là muốn kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng hơn thì các bác có thể là đem đi check test thoải mái, hoặc là nhờ thợ thuyền tới kiểm tra xe bên em cũng được. Nhưng các bác nhìn độ mới của nó này, các chi tiết. À, người ta đi người ta không để lại vết bám bẩn nào luôn. Rất mới luôn các bạn. Vâng, rất mới luôn nhá. Đó, phải nói là một chiếc xe mà thực sự là không chê vào đâu được. Từ ngoại thất cho đến kể cả phần nội thất. À, các anh chị có thể ngắm trọn cho em cái một vòng ngoại thất của xe đi. Đây ạ, bên này này, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, những đường mép này, phẳng như kẻ chỉ nhá. La răng này, không một tì vết, la răng 5 chấu cỡ lớn 19 inch. Đó, cụm phanh bên trong này. Đấy, các bác có thể thấy. Đây, những đường mép cánh cửa này, thẳng tắp tắp luôn. Đấy, chúng ta có cảm biến khóa mở hai cửa trước nhá. Đó. Vâng, vậy thì thực sự là ngoại thất của chiếc xe này nó quá đẹp rồi. Đấy, các bác có thể thấy là không từ gì để chê được, đúng không ạ? Và bây giờ để giúp các chị ta đánh giá chất lượng chi tiết chiếc xe kỹ hơn thì xin mời các bác chúng ta hãy cùng em mở cửa và đi vào nội thất bên trong của xe nhá. Vâng, vậy thì đây là nội thất bên trong của chiếc GLK 300. Ở thế hệ này thì xe được trang bị với vô lăng 3 chấu. Đấy, bọc da cao cấp, nhưng các chị nhìn cho em cái vô lăng của nó. Con này của em nó mới lăn bánh có 10 vạn km thôi, rất mới. Các chị nhìn cho em thì bấm này. Đấy, mới chị ạ, từ cái logo này. Đây ạ, không một tí bạc, kể cả khóe vô lăng cũng vậy nhá. Đồng hồ chiếc xe này thì với form dáng classic và các bác nhìn cho em là chạy chuẩn có 10 vạn 7 thôi. Đấy, không nhiều đâu các bạn. Đó, ở đây các anh chị thấy là chủ nhân cũ lên cho các anh chúng ta với một cái màn hình Android siêu nét và có cam 360 độ vòng quay xe này. Đấy, các anh chị nhìn cho em cái chi tiết của nó này, rất mới này. Đây ạ, đầu đĩa này, các phím bấm. Đấy, ở dưới này chúng ta có hệ thống điều hòa của xe thì nó là hai vùng độc lập nhá. Đấy, hai mức nhiệt độ khác nhau. Đấy, khu vực cần số thì đây. Đấy, xe được trang bị chế độ lái Comfort và Sport thể thao. Đấy, cái núm xoay này các bác có thể thấy nó cũng là hợp kim nhôm. Ghế da thì đây là ghế da zin nguyên bản của xe nhá, và màu ghi bạc. Đấy, các anh chị có thể màu ghi. À, các anh chị có thể thấy là còn rất là đẹp này, ghế da zin. Chúng ta sờ vào cái chất liệu da nó rất là mềm, ngồi vào cực kỳ là êm. Các bạn từ cái tựa đầu các bác thấy là rất cao cấp. À, rất là cao cấp cái chị nhá. Và phần trần này, các bác có thể thấy là chủ nhân cũ chúng ta đi người ta giữ rất là sạch đẹp này. Gần như là không một vết bẩn. Đó, đây ạ, đèn trần đây. Đấy, gương chiếu hậu chống chói tự động nhá. Đấy, và toàn bộ phía dưới này thì bác có thể thấy là họ sử dụng thêm các chi tiết vân gỗ này. Đấy, giúp cho cái nội thất bên trong của xe sang hơn. Đấy, xe bảo dưỡng rất định kỳ, có vô lăng chỉnh điện nhá. À, con này các bác có thể thấy là mọi chức năng của xe vẫn hoạt động cái chân chu bình thường, tính năng cao tự động và giới hạn tốc độ lim chỉ qua cái lẫy này. Đó. Và đây, khu vực bảng tắp pin cửa thì các bác có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện và đều có nhớ ba vị trí ghế hết này. Đấy, con này rất là hay, chúng ta chỉnh được cái tựa đầu bằng điện luôn. Các phím bấm các bác nhìn cho em theo thời gian mà nó đẹp long lanh như này. Đấy, da ở khu vực bậc tì tay may chỉ tạo điểm nhấn này. Đó, và các bác có thể ngắm trọn cho em. Rất nam tính, phải nói là một chiếc xe mang đậm chất nhà binh, đúng không ạ? Giống như là những chiếc G63 vậy. À, các anh chị nhìn cho em các chi tiết bản lề này. À, xuất sắc luôn. Vâng, xuất sắc luôn nhá. Đấy, hàng tuyển nó phải như vậy các bạn. Các anh chị nhìn cho em này. Đấy, tất cả tem mác này, nguyên zin nguyên bản từ A đến Z. Vâng, từ A đến Z các bạn. À, trên này chúng ta có hệ thống âm thanh nhá. Đấy, có tới 3 loa. Đấy, và đèn cảm biến cảnh báo va chạm. Đấy, rất ok luôn. Và tiếp tục thì với cái hàng ghế thứ hai đi. Đấy, thì các anh chị chúng ta thể thấy cái độ rộng rãi mà chiếc GLK có thể mang lại cho các anh chị này. Hàng ghế sau cũng là ghế da zin nhá.
tất cả đều zin hết. Con này thì cam kết cho các bác là zin nguyên bản hết. Đấy, và nó chất lượng còn rất mới này. Đấy, các bác nhìn ren theo thời gian này. Mà nó còn đẹp long lanh như này. Đấy, phía trên này chúng ta có đèn trần nhé. Và đèn cảm biến cảnh báo va chạm này, đặc trưng của Mercedes. Đó. À, phía sau này chúng ta có cả cửa gió điều hòa nhé. À, cái chi tiết bản lề đây, các anh chị có thể quan sát giùm em. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, tapi cánh cửa thì đây, các bác cũng có thể quan sát giùm em. Đấy, kể cả phần dưới là các bác nhìn này, chưa một vết xước luôn. Tay nắm cửa mạ chrome này, các chi tiết bằng gỗ này. Cực kỳ là cao cấp. Và tiếp tục thì em mời các anh chị chúng ta thể đi sang phía bên này. Đấy, các bác có thể là ngắm trọn giùm em cái các chi tiết của chiếc GLK này nhá. Đấy, các anh chị nhìn này. Rất mới luôn. Vâng, thực sự là một chiếc xe mà phải nói là chủ nhân cũ người ta đi rất giữ gìn cẩn thận. Các bác nhìn về từ móc khóa đây. Đấy, cái chi tiết của nó này. Đấy, toàn bộ sàn thì bọc da 5D rồi nhá. Đấy, có thảm sàn da rồi. Và bản tapi cánh cửa bên phía phụ cũng vậy. Đấy, ghế phụ cũng được chỉnh điện. Đấy, nhớ ba vị trí ghế. Và đây, tay nắm cửa mạ chrome và chi tiết bằng gỗ của nó này. Các chi tiết bản lề các bác nhìn về. Đó, không chê được nhá. Gỗ các bác nhìn. Rất sang. Các chi tiết bằng gỗ của nó. Đó, và tem mác thì đương nhiên là có đầy đủ hết này. Tem mác các bác nhìn này. Từ lốc này. Vâng, các bác thấy độ zin nguyên bản của xe chưa? Và cái chất lượng của nó. Vâng, thực sự là không chê mà, đúng không ạ? Vậy thì đó là phần nội thất và ngoại thất của chiếc GLK. Và bây giờ để giúp các chị chúng ta đánh giá chất lượng chiếc xe kỹ hơn nhé, thì em sẽ mở lắp capo, chúng ta kiểm tra khoang động cơ của xe. Vâng, vậy thì đây ạ, xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra với khoang động cơ của chiếc GLK 300. Chiếc xe này nó sẽ được trang bị với khối động cơ là V6 3.0. Nhưng em đang để cho các bác thấy là nó đang nổ máy này. Nhưng máy của nó quá êm luôn, các chị cho em nhìn cho em này. Tất cả từ con ốc. Đấy, nguyên zin nguyên bản từ A đến Z hết các chị nhá. Đây, các bác nhìn cho em các chi tiết của nó này. Đấy, các chi tiết ốc này. U giảm sóc này. Vâng, từ cái nỉ cách âm. Và các bác thấy máy nó êm đến mức độ dã man chưa ạ? Êm thìn thít luôn nhá. Đấy, dây Cura đang hoạt động các bác nhìn này. Nhưng mà gần như chúng ta mở nắp capo chúng ta không nghe tiếng động cơ luôn. Đó, các chi tiết các bác nhìn cho em này. Vâng, cực kỳ chất lượng luôn các bạn. Vâng, con này thì phải nói là không chê vào được các anh chị nhá. Đấy, còn cabo này các bác nhìn cho em những lỗ tròn này, lỗ vuông này. Đấy, tem mác, mã số này, đầy đủ hết. Nói chung là không thiếu thứ gì các bạn. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc GLK 300 2010 đang có mặt tại Xe Đam Mê. Vậy thì với mức giá chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi dành cho xe này. Thực sự là một số tiền mà theo em đánh giá là nó xứng đáng để mà chúng ta bỏ ra để sở hữu chiếc xe này. Vậy thì quý anh chị làm tay yêu bến quan tâm tới em nó thì xin mời các bác chúng ta có thể xuống với địa chỉ Xe Đam Mê hiện nay ở 175 đường An Định, thành phố Hải Dương, hoặc nhấc máy alo cho bác Phúc theo hotline là 0935 32333, hoặc 0969 28 99 99 để bên em hỗ trợ tư vấn cho các anh chị ta cụ thể các chị nhé. Vâng, vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn các bác đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Và để giúp các chúng ta có thể đánh giá chi tiết hơn về chất lượng chiếc xe thì em sẽ mời các bác chúng ta kiểm tra phần gầm của nó nhé. Và bây giờ chúng ta có thể chuyển xuống phần gầm của chiếc GLK 300 này.